Tin đồn trong làng giải trí K-pop nhiều vô kể, thậm chí còn có không ít những tin đồn có tính chất giật gân đến không tưởng. Trong đó, nhiều người râm ran tin thành viên Jimin BTS là người chuyển giới. Tin đồn này rất phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ BTS ở Hàn Quốc. Nội dung tin đồn này xoay quanh việc Jimin thực ra là một cô gái vì quá đam mê K-pop nên đã quyết định chuyển giới rồi gia nhập boy group nhà Big Hit. Nhiều lý do cho rằng việc tiêm nội tiết tố nam quá nhiều khiến tay của Jimin teo nhỏ vì biến chứng. Thành viên BTS cũng thường xuyên diện trang phục rộng thùng thình để che giấu đi đường cong của cơ thể. Và trong nhiều khoảnh khắc, Jimin cũng vô tình để lộ cử chỉ điệu đà nữ tính đặc trưng của mình. Mặc dù nhiều người hâm mộ không tin vào tuyên bố vô căn cứ này, song nó vẫn như một đề tài thảo luận gây bão mỗi khi xuất hiện. Rất nhiều fan quá khích còn liên tục chỉnh sửa ảnh của nam idol dưới hình dạng của một cô gái để thuyết phục người khác tin vào quan điểm của mình. Jimin nổi tiếng là thành viên BTS rất ít khi hoạt động trên Instagram. Vậy mà mới đây sau 2 tuần im hơi lặng tiếng, Jimin đã xuất hiện. Tất cả là vì J-Hope. Tận tình hết sức, Jimin đăng liền 2 bức. Một là ảnh nghệ thuật của More cùng bàn tay và có lẽ là cả đùi, ai đó đang giơ lên. Bức thứ hai là ảnh đen trắng Jimin cùng J-Hope làm biểu tượng chữ V chiến thắng. Jimin và J-Hope nổi tiếng với quan hệ ngọt ngào do ở chung phòng trong một thời gian dài. Gần đây, trong Bangtan Dinner Party, RM thậm chí trêu rằng với Jimin, J-Hope luôn là người tới đầu tiên. Được biết đến như là một chàng trai với trái tim ngọt ngào, Jimin luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các thành viên trong nhóm và người hâm mộ của mình. Mới đây, tờ tạp chí Vogue phiên bản tại Anh đã đăng tải bài báo với tiêu đề "Điều gì tiếp theo cho mỗi thành viên của BTS?". Trong đó, tờ báo này đã nhận định kỹ về tương lai của các thành viên và tiềm năng solo của họ sẽ được khám phá như thế nào trong thời gian tới. Khi nhắc tới Jimin, tờ báo đã khẳng định nam thần tượng là người có tiềm năng hơn cả khi vốn được biết tới với biệt danh thần tượng của các thần tượng. Được gọi là thần tượng của các thần tượng, Jimin có tông giọng thiên thần và kỹ năng nhảy điêu luyện. Trong video bữa tiệc tối của nhóm, Jimin cũng đã tiết lộ anh đang làm việc để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới và thậm chí còn hỏi Suga về việc kết hợp cùng nhau. Vốt nhận định về kỹ năng của nam thần tượng. Thực tế, Jimin được coi là người có ảnh hưởng cực lớn tới K-pop, đặc biệt là những tân binh trẻ. Những thành viên của các nhóm nhạc mới ra mắt đều coi Jimin như một hình tượng đáng ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi theo. Thành viên của BTS cũng thường xuyên được khen ngợi nhờ tài năng của mình. Chính vì vậy, khía cạnh mà tờ báo này cho rằng Jimin nên khai thác chính là một cố vấn khách mời cho những chương trình sống còn, đào tạo thực tập sinh của K-pop. Với kinh nghiệm cùng kỹ năng điêu luyện trong nhiều lĩnh vực, Jimin hoàn toàn có đủ khả năng để dẫn dắt các đàn em với tư cách là một người hướng dẫn chuyên nghiệp. Vogue cũng tiên đoán về thể loại âm nhạc mà Jimin sẽ lựa chọn cho con đường solo của mình. Mặc dù giọng ca của Jimin rất phù hợp cho những bản ballad, nhưng tờ Vogue cho rằng sự nghiệp solo của anh còn tỏa sáng hơn nữa nếu chú trọng vào những màn trình diễn với vũ đạo điên rồ như I Need You trên sân khấu MMA năm 2019. Các sân khấu solo của Jimin từ trước đến nay luôn là điểm nhấn trong sự nghiệp không chỉ của Jimin mà còn của cả BTS. Vào năm 2018, nam thần tượng đã vinh dự nhận tấm bảng đánh giá cao cho màn trình diễn vũ đạo của mình tại Melon Music Awards. Cùng với những khả năng đó, có một điều chắc chắn rằng việc solo của Jimin sẽ thành công. Trong các cuộc khảo sát, trên Billboard đã chỉ ra rằng dự án solo của Jimin là dự án cá nhân mà tất cả khán giả đều hào hứng đón xem. Chính vì vậy, rất có thể sự nghiệp solo của Jimin sẽ mang về nhiều kỷ lục mới đáng kể.